Giáng Ngọc Hân Thành kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng là một cái ngày mà Giáng Ngọc cảm thấy rất là hân hạnh được tiếp chuyện với hai người nhạc sĩ kỳ cựu, đặc biệt là một trong những nhạc sĩ mà cả cuộc đời của ông đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Bên cạnh ông thì Giáng Ngọc cũng có một cái người gần như là đệ tử của ông, lúc nào cũng đi theo ông làm những cái công việc để hỗ trợ ông rất là nhiều, đó là nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng. Thưa quý vị, hôm nay thì trước tiên thì Giáng Ngọc trân trọng chào bác Lê Văn Khoa, con xin chào bác. Xin chào Giáng Ngọc và chào tất cả quý khán thính giả của SBTN. Dạ, em chào anh Nguyễn Khánh Hồng. Mến chào Giáng Ngọc, xin kính chào quý khán thính giả đại SBTN. Em nói đệ tử là tại vì lý do là mình cứ nói nhiều khi mình đi theo ai, mình cứ gắn liền với người đó, thì chứ em biết là anh Khánh Hồng cũng là một trong những người đã vào trong nghệ thuật quá là lâu rồi, gần như là cả cuộc đời của anh cũng là những cái người đã góp công rất là nhiều trong âm nhạc Việt Nam. Hôm nay phải nói là em cảm thấy rất là hân hạnh được tiếp chuyện, và đặc biệt là lâu lắm rồi con mới gặp lại bác Lê Văn Khoa. Lần này thì phải nói là khi mà ngồi gần bác mà lâu lắm không gặp lại bác á, thì con thưa với bác là con vẫn nhìn bác rất là đẹp lão ạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, vậy thì thưa với bác là lần này có một cái chương trình cũng khá đặc biệt để giới thiệu cùng với tất cả quý vị khán giả, đó là A Lifetime of Music, và đây cũng là một trong những chương trình để kỷ niệm 90 năm cống hiến cuộc đời của mình cho nghệ thuật âm nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Và chương trình này đã được Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức, và anh Nguyễn Khánh Hồng cũng là một trong những người music director. Vậy thì thưa với anh là cho em được hỏi là cái ấp ủ này đã từ bao lâu, và tại sao tới giờ phút này mình mới đứng ra để thực hiện chương trình này thưa anh, và chương trình sẽ có những cái gì đặc biệt có thể chia sẻ với khán giả? Thưa Giáng Ngọc, thưa quý khán thính giả, Khánh Hồng, thưa quý vị, là cái chương trình này thì gần như ấp ủ lâu lắm rồi. Thì đây là cái chương trình thứ ba Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ làm cho thầy Khoa. Yeah. Tức là năm 2008 là vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Khoa, đến 2013 thì kỷ niệm 80 tuổi sinh nhật của anh Lê Văn Khoa. Và kỳ này đã từ 80 tuổi, Hồng đã nói với anh Khoa là năm 90 tuổi Hồng sẽ làm một chương trình cho anh Khoa nữa. Thì đúng năm 90 tuổi đây giờ Hồng đã làm, và hy vọng sắp tới đây có thể làm không 95 đến 100 nữa, thì bị để cho thời gian nó ngắn lại. Bây giờ 95 5 năm và đến thì bị theo sự yêu cầu của nhiều khán thính giả nói là ông phải làm gần gần chứ ông làm đến 100 còn lâu quá đó. Bây giờ thì dạ, giờ 95 thì Hồng nghĩ đến 95 100, thì đó là những cái chương trình, và chương trình này rất là đặc biệt. Tức là cái chương trình này nó vừa mừng tuổi 90 tuổi của thọ của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, mà cũng là để vinh danh thầy Lê Văn Khoa một lần nữa. Đó là cái chương trình. Và chương trình này thì gần như là toàn bộ chương trình gồm có 21 bài, thì riêng bài của nhạc sĩ Lê Văn Khoa hết 17 bài, và 4 bài của 4 tác giả khác của người Việt Nam khác thôi. Dạ vâng, dạ. Thưa với lại bác Lê Văn Khoa, khi nói tới một cái chương trình mà 90 năm trong âm nhạc như vậy, thì đây là một trong những chương trình mà hiếm người còn có thể làm được. Tại vì đối với những nghệ sĩ Việt Nam mà đứng tới 90 tuổi thì cũng đã là gọi là thượng thọ rồi đó thưa bác. Vậy thì trong cái chương trình lần này thì con không biết là đối với cái sức khỏe của bác như vậy thì bác sẽ như thế nào, tức là làm sao để có thể lo cho nguyên một cái chương trình như vậy trong cái thời gian sắp tới? Thưa quý khán thính giả, thì Giáng Ngọc, tôi có cái may mắn, phải nói cái may mắn hiếm lắm, là có được nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng hết lòng ủng hộ. Cho nên lo cho cái chương trình thì Nguyễn Khánh Hồng đã lo rồi. Yeah. Thật ra tôi rất là nhẹ, gần như là chả lo cái gì cả. Mà cái đó cũng là một cái hết sức là may mắn. Bởi vì đối với cái tình trạng mà ăn nói của tôi bây giờ, các quý vị thấy tôi nói khó khăn. Nếu mà tôi phải cán đáng hết mọi sự, liên lạc hết mọi người để sắp xếp lo này kia cái nọ, thì chắc tôi không còn hơi. Yeah. Tới chương trình là chắc là không có mặt tôi. Bây giờ có thầy Hồng cán đáng mọi sự, thành ra tôi yên tâm. Yeah. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể 90% là tôi sẽ có mặt trong chương trình. Dạ vâng. Nhưng mà như bác vừa trình bày như vậy là tức là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng đã lo tất cả mọi thứ để mà mình có buổi chương trình đặc biệt. Bên cạnh đó thì nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cũng sẽ là người nhạc trưởng duy nhất trong cái dàn nhạc lần này. Không biết là
Bác Khoa có xuất hiện ở bất cứ một tiết mục nào không thưa anh? Dạ không, có một tiết mục để là mời bác Khoa lên để mà chúc mừng sinh nhật và dạ. tặng quà cho cho bác sĩ Lê Văn Khoa. Dạ. Dạ vâng, dạ, dạ. Trong lần này thì cũng có rất đông anh chị em nghệ sĩ sẽ góp mặt, mà những cái người này cũng là những người đã góp chung những cái công việc từ trước đến nay khi những cái chương trình thực hiện, thì em thấy cũng rất nhiều những ca sĩ, trong đó có ca sĩ Bích Vân cũng là những ca sĩ mà gần như là gần gũi với những cái chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Vậy thì ngoài ra nó có những cái gì đặc biệt hơn trong chương trình anh có thể chia sẻ, tức là mình bao nhiêu nhạc sĩ trong cái dàn nhạc lần này và nó như thế nào anh có thể thì chia? Đặc biệt thứ nhất là quý vị nghe dàn nhạc giao hưởng mà. Dạ, vâng. Thì at least phải cũng có từ 50 đến 60 nhạc sĩ. Dạ. Và bên cạnh đó quý vị sẽ thấy khoảng từ 6 đến 70 ca viên trong cái ban hợp xướng. Thì trên sân khấu đã là 130 người trên đó rồi. Wow. Và cái chương trình nó có đặc biệt, tức là nó có nhiều màu sắc lắm. Dạ. Không phải chỉ có dàn nhạc hòa tấu thôi. Dàn nhạc hòa tấu một bài, hai bài. Dạ. Và có những cái solo. Solo, của instrument như cửa. Đó là cái đặc điểm, một cái sự phong phú của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, là ông nhà soạn nhạc gia thì nó ông viết nhiều thể loại chứ không phải viết cho ca khúc only. Dạ. Là ông vừa là viết cho cái đàn dây, như là có đàn cho violin solo, dạ. thì có bài romance, cello solo, có bài memory, rồi đến piano solo là có mấy cái bài như Ta Tắm Ao Ta, đó là một cái bài Việt Nam rất chi là hay. Dạ. Ông viết ra piano và cái phần piano này ngay ở bên nhạc viện Ukraine đã dùng để bỏ vào trong trường giáo án để họ dạy trong trường. Dạ. Cái đó là một sự rất chi là tốt. Và bên cạnh nó cũng có một cái bài Remembrance ông viết cho đàn piano, cái giai điệu rất chi là đẹp với dàn nhạc đẹp. Và bên cạnh đó thì quý vị đương nhiên phải thấy là có cái bài hợp ca Ca Ngợi Tự Do, và bên cạnh đó là mấy cái bài ca khúc, và một cái đặc biệt nữa là có một cái bài tam ca. Ông viết cho tam ca theo lúc đầu là ông viết cho song ca thôi, nhưng mà tôi là muốn coi như là tam ca là cái bài Nhắn Chim Trời. Và theo như Hồng biết, ông nói là cái bài này ông viết vào đúng 1954, là cái ngày đất nước mình chia đôi. Dạ vâng, lúc đó là di cư từ ngoài trong Nam. Dạ. Nhưng mà lúc đó là bác ở Bắc, ở ngoài Bắc vô Nam ạ? Tôi dân Nam Kỳ. Dân Nam Kỳ. Dạ, tôi ở trong Nam. Dạ, dạ. Và dạ. chiếc cuộc chiến đã cắt ra làm đôi, dạ. thành ra chia Bắc với Nam. Dạ. Sở dĩ có bài này bởi vì có một số người ở miền Nam đã từng hoạt động với tôi để chống Pháp. Dạ. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ lắm. Thành ra chúng tôi kiệt lực chống Pháp. Nhưng mà sau đó, tới hồi phân chia đất nước rồi, thì là bên Cộng sản, bên quốc gia. Dạ. Đó, thành ra những người mà cứ tin theo cái đường lối của Cộng sản để mà chống Pháp theo lối Cộng sản đó, bây giờ họ rút đi ra Bắc. Dạ. Họ rút đi ra Bắc, họ muốn tôi đi với họ để ra Bắc. Họ tìm đủ mọi cách để mà dẫn dụ tôi ra Bắc. Dạ. Nhưng tôi không đi. Dạ. Và ngược lại, tôi làm cái bài Nhắn Chim Trời là nhắn những người đó thôi quay về đi chim trời. Dạ. Quê nhà chẳng hơn người sao. Trời ơi, bác nói mà con nổi da gà luôn á, hay quá. Vâng, thành ra cái này là cách trực tiếp tôi kêu gọi những người đó để trở về miền Nam. Dạ. Sau 75 thì họ có vào Việt miền Nam. Dạ. Họ đi tìm tôi. Nhưng mà tôi không còn ở Việt Nam nữa. Thành ra họ không gặp được. Dạ. Để tiếp theo lời thầy Khoa thì trong chương trình nó cũng đặc biệt để theo như cái ý của thầy Khoa, cái bài Nhắn Chim Trời thì bên này khi Hồng mà xếp chương trình đó, quý vị biết là mở màn là họ mở màn cái overture, tức là cái bài 1975 trong cái Symphony 195 ông nhạc sĩ Lâm Gai đã viết lịch sử Việt Nam 1975 bằng một cái Symphony. Thì khi sau cái bài đó thì Hồng cho bài Mơ Về Quê Tôi, sau khi đất nước một lần nữa bị coi như là một cái biến cố lịch sử như vậy, và mọi người Việt Nam phải tha phương, thì những người Việt Nam đi ra tha phương ngoài nước ngoài ai cũng mơ về quê thôi. Yeah. Mà mơ về quê thì mơ về quê trở lại đất nước với đất nước hòa bình, dân chủ đầy đủ, chứ không phải như hiện tại. Yeah, yeah. Đó, cái bài này rất là hay,
Và tiếp theo cái bài đó là cái bài Bình Minh Trên Quê Hương. Dạ. Là một cái một buổi sáng và đất nước mình hòa bình và yên. Cái đó là một ước mơ. Đó dạ. Là rất kỳ đẹp. Dạ, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ về những điều này. Thực sự khi nghe anh nói về cái câu chuyện của một cái chương trình như vậy thì anh Ngọc thấy nó gần giống như là một cái cuộc đời của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Dạ. Để nói về những cái hành trình của nước Việt Nam của mình. Dạ. Đã thay đổi, đã có nhiều cái biến chuyển trong một cái đất nước đẹp như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những điều đó trong cái chương trình lần này. Và cái chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7 tháng 9 ngày 16 và sẽ đúng 7 giờ thì chương trình sẽ chính thức được bắt đầu. Chút nữa đây thì chúng ta sẽ biết thêm về một số những chi tiết của chương trình cũng như là sẽ được tổ chức tại đâu, cũng như là quý vị có thể mua vé ở như thế nào. Thì xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số ít những tin tức thương mại. Thưa quý vị, kính thưa quý vị khán giả, trở lại trong chương trình Nhã Ngọc Show ngày hôm nay, chúng ta đang nói chuyện cùng với nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng như là nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng về một cái chương trình rất là đặc biệt, A Lifetime of Music, để mà cùng nhau vui cùng với nhạc sĩ Lê Văn Khoa với 90 tuổi và đặc biệt là cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc Việt Nam. Và trên màn hình thì quý vị cũng nhìn thấy cái poster của chương trình. Chương trình sẽ tổ chức vào ngày thứ 7, September 16, tức là ngày 16 tháng 9. Tức là cũng sắp rồi, gần chừng vài tuần nữa thôi. Và cái chương trình sẽ đúng 7 giờ. Có điều ở đây thì cho em được hỏi về cái nơi để mà có chương trình lần này. Thì thường thường đó, em thấy là Hội Hiến Nhạc Việt Mỹ hay tổ chức ở tại Rose Center. Nhưng mà em nghĩ là trong chương trình lần này thì đây là một chương trình lớn và cũng sẽ có rất đông các quý vị khán giả tới để mà được nhìn thấy lại nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng như là mừng ông với sinh nhật 90 tuổi. Vậy thì cái rạp chắc chắn là phải có những cái gì thay đổi một chút xíu. Vậy kỳ này anh sẽ chọn rạp nào và như thế nào thưa anh? Thưa Văn Ngọc và thưa quý vị, thì kỳ này chúng tôi sẽ làm ở rạp Robert Moore Theater ở là thuộc của trường Orange Coast College, số là 2701 Fairview Road, Costa Mesa. Mà cái mỗi lần chương trình của anh Khoa thì chúng tôi làm đều không phải làm Rose Center, Rose Center là một chương trình thường niên của chúng tôi. Những chương trình đặc biệt chúng tôi không làm ở phải đó, làm ở những chỗ phải làm chỗ lớn hơn. Như đầu tiên cái chương trình 2008 mà vinh danh anh Lê Văn Khoa là tôi làm ở Carpenter Theater. Lần thứ hai là 80 tuổi thì tôi làm ở La Mirada Theater. Lần này chúng tôi cũng dự định làm Carpenter hay là La Mirada, nhưng mà cái phòng bị book hết cho đến từ đến cuối năm. Đi tìm mãi, hỏi bên Chapman cũng không có. Cuối cùng bên Orange Coast họ có đúng một ngày này thì tôi hoàn toàn được nhận ngày này luôn. Nhưng mà đây cũng là một cái rạp, rất là lớn và cái sân khấu để có thể chứa được với cái dàn nhạc với cái dàn hợp xướng vậy. Và cái khán giả sẽ được khoảng độ 900 chỗ. Nhưng mà chẳng hợp thấy thật sự ra cái số vé nó cũng khá khiêm nhường. Với cái số tiền như vậy và với một cái băng hộp xướng như vậy thì anh Ngọc nghĩ là với cái số tiền thì quá là nhẹ nhàng. Cái sponsor thì chỉ có là 200, rồi VIP chỉ có 100, rồi những con vé chẳng hạn 70, 50, 40, 30. Nó rất là nhẹ nhàng và nhất là mình lại coi một cái chương trình mà phải nói là rất là kỳ công phu. Thưa với anh là lần này chúng ta có những người ca sĩ như thế nào để mà cùng đứng chung trong chương trình thưa anh? Với lại hình như MC cũng khá đông phải không ạ? Đầu tiên MC là mình có 4 MC là Kim Oanh, Thanh Thảo, Hoàng Đồng Thủy và Mai Phi Long. Còn về nhạc sĩ thì mình có như là Nguyễn Văn Anh từ Úc Châu là pianist, Nguyễn Phúc Hải là violinist từ Seattle tới, và anh Thomas Lovat là một người ngoại quốc ở người Mỹ ở LA xuống. Thành ra ba người soloist là bên cạnh những người ca sĩ như là Melody Vasoza, Teresa Mai, Bích Vân, Ngọc Hà, Bích Liên, Bảo Châu, Mộng Thủy, Nguyễn Cao Nam Trân, Vasa Diệu Nga và Tim Nelson, bên Phạm Hà, Lê Hồng Quang và anh Trịnh Hoàng Hải. Đó là những người ca sĩ gần như là
tất cả chương trình của hội của hội đều thấy có mặt hết trơn á. Và những người này phải nói là họ cũng đã quen với hội hiến và rất chi là thân tình với thầy Khoa nữa, thành ra khi mà nghe nói chương trình ra thì Hồng mới dành cho tất cả những người ca sĩ có thân tình. Cho bây giờ mình mời người ngoài vô nhiều thì không có chương trình quá dài đi. Dạ, đúng cái này rồi. Mỗi người một bài đã thấy hết rồi. Dạ hết rồi. Dạ cái chương trình đó sẽ kéo dài khoảng từ mấy giờ tới mấy giờ, 7 giờ bắt đầu. Dạ 7 giờ thì tôi nghĩ chắc là cũng phải 7:30 mới xong. Dạ. À 10:30 mới xong. 7:30 xong 7:30 xong em hết hồn. 10:30 mới xong, 10 giờ đến 11 giờ khoảng 4 tiếng. Dạ. Kể cả intermission thì là khoảng 4 tiếng 11 giờ mới xong. Dạ. Thưa với tất cả quý vị và mọi chi tiết thì quý vị cũng có thể liên lạc với lại Bô Sao Ticket để mà có vé. Hiện giờ Bô Sao Ticket cũng đã có phát hành vé ra ngoài, cũng như Vietnamese American thì cũng sẽ có vé để quý vị có thể gọi vào. Mình có cái website của hội, nếu mà quý vị nào có thể vào website để mà nhắn không thưa anh? Dạ được, mình hoặc là vô cái email. Email. Ví dụ order bằng email cũng được. Email là gì ạ? Email là vaporchestra@yahoo.com. Dạ vâng, dạ. Ngoài ra thì Bô Sao Ticket cũng là một trong những cái địa điểm mà có rất nhiều khán giả biết đến, cũng có thể vào đó. Chẳng hạn như là cũng vào website của Bô Sao Ticket là www.bosaoticket.com để quý vị có thể liên lạc và biết được cái vé của mình. Lần này thì em thấy cũng sponsor cũng có rất là nhiều những đài truyền hình, cũng như là những cái đài phát thanh cũng đã hỗ trợ cho chương trình. Vậy thì hôm đó mình có livestream hay là mình có quay hình không thưa anh? Dạ không. Hôm đó thì có bên hội sẽ có một nhóm tới để quay hình thôi. Dạ. Chứ không có để kỷ niệm. Dạ. Nhưng mà sau đó mình có phát hành ra ngoài cho... Dạ, chúng tôi không phát hành, chúng tôi sẽ gửi đến các đài TV quay lên. Dạ, dạ. Tại vì cái này thật sự là một cái kỷ niệm 90 tuổi trong một cái chương trình như vậy thì em nghĩ mình nên giữ lại để cho khán giả ở các nơi có thể theo dõi chương trình. Thì đó thì vô website, là cũng như chương trình mà 80 tuổi cũng nằm trong cái website hết. Dạ. Và 2008 chúng tôi để bỏ vào website. Thì nhờ quý vị có thể vô cái website của hội để coi tất cả chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cũng như là chương trình của thầy Khoa năm 2008 và 2013. Cái website là vaporchestra.org. Dạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì trở lại với lại nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Thì thưa với chú là bác là con không biết là sau này bác có còn có thể viết nhạc được nữa không ạ? Có làm hòa âm được nữa không ạ? Thưa, cái đó tôi không dám nói. Dạ. Bởi vì tôi làm việc nhiều quá. Dạ. Thì bà xã tôi cứ trách móc hoài nhưng mà... Nó nói với bà nói thì nói gì nói ông làm không cứ làm. Thành ra không biết tôi còn sức để làm được bao nhiêu nữa thì thì không nói được. Nhưng mà có một điều chắc chắn. Thưa quý vị, một điều chắc chắn là sẽ không có chương trình thứ hai. Không có chương trình thứ hai? Vâng, bởi vì chương trình thứ hai phải 90 năm nữa. Nhưng mà thưa quý vị là hôm nay á, đến đây đó thì Giảng Ngọc nhìn thấy là bác Lê Văn Khoa cũng có một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này cho con xin phép để mượn cái cuốn sách của bác. Đây. Thưa quý vị, đây là cuốn sách của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Hùng Vị và Ước Mơ. Giảng Ngọc nghĩ là cuốn sách này cũng đã phát hành rộng rãi khắp nơi rồi. Cho nên nếu mà quý vị mà muốn có cuốn sách này để làm một kỷ niệm cũng như có thể nhìn thấy cái hành trình của ông thì có thể có liên lạc để mà có cuốn sách này. Nếu mà mọi người mà muốn có cuốn sách này thì như thế nào thưa bác? Cái ngày trong cái ngày concert thì là sẽ cuốn sách này sẽ để trên ngoài cho bạn ngoài tiếp tân và bán ở đó. Dạ, và vâng, thầy dạ. Khoa sẽ ký và nhận. Và đồng thời nếu trong cái chương trình này thì hội có những cái sponsor package thì những cái sponsor đều có sách này hết. Tức là nếu mà quý vị nào muốn sponsor cho chương trình thì cũng được, có thể liên lạc với lại hội để mà sponsor. Và thưa quý vị, trong cuốn sách này thì nó cũng có rất nhiều những hình ảnh từ trước đến nay để mà nói về cái hành trình của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, có lại những cái hình ảnh của ông ngày xưa cho tới bây giờ. Cảm ơn bác rất là nhiều, cũng như cảm ơn anh Nguyễn Khánh Hồng đã lên đây để chia sẻ về điều này, và mong là quý vị sẽ đến để ủng hộ cho chương trình. Một lần nữa, chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, September 16, vào lúc 7 giờ. Và bây giờ thì rất tiếc thì chúng ta cũng không còn nữa, cho nên chắc là em mời anh mình tóm gọn chút xíu rồi mình chào khán giả trước khi chúng ta tạm biệt thưa anh. Xưa quý khán thính giả và Giáng Ngọc, thứ nhất là cảm ơn Giáng Ngọc và đã SBN đã cho Hồng lên đây để nói chuyện với các thính giả về cái chương trình về 90 tuổi của thầy Khoa. Và Hồng cũng kính mong quý vị hãy đến với chúng tôi để mừng tuổi thầy Khoa, và cũng là một người nhạc sĩ mà mình đáng để mà mình được để vinh danh ổng. Một người có một theo về cá nhân ông Lê Văn Khoa, nhạc sĩ Lê Văn Khoa có một cái tầm cỡ
quốc tế, chứ không phải là một cái chuyện nhỏ. Dạ, vì tất cả những bài vở ông đã được vào những chương trình giáo án của các nước như là ở Úc, như ở Ukraine, đó là những cái điểm rất đặc biệt. Ngay even ở Mỹ, có một vài trường đại học đã dùng đến sách bài của ông. Đó là một cái điểm mà mình cần để mà trân trọng. Dạ. Và kính mời quý vị hãy đến cùng chung vui với chúng tôi với thầy Lê Văn Khoa. Cảm ơn anh. Con xin mời bác có lời chào đến với khán giả. Dạ. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và mong gặp được các quý vị trong chương trình của đêm trình diễn. Dạ. Bởi vì đó là cái việc hãn hữu và chắc có lẽ không có lần thứ hai. Dạ, còn 95 với lại 100 nữa ạ. Con đang đợi thêm 2 chương trình nữa. Con cảm ơn bác, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, một lần nữa Giang Ngọc mời gọi tất cả quý vị cùng đến với cái chương trình để kỷ niệm 90 năm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Lifetime of Music sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, September 16. Và trong cái chương trình đó, quý vị cũng sẽ có thể có trong tay cái cuốn sách này với những hình ảnh của ông và đặc biệt với chữ ký của ông. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Và bây giờ thì Giang Ngọc xin trân trọng kính chào. Mời tất cả quý vị cùng xem một ít hình ảnh của nhạc sĩ Lê Văn Khoa trước khi chúng ta tạm biệt, và xin cảm ơn quý vị.